Thằng khốn, mau thả tao ra. Mày đang làm cái chó gì đây hả? Tạm ra. Thả tao ra. Thả. Lúc ba tôi cần các người nhất thì các người ở đâu? Đã xác định được nghi phạm thì ra là mày. Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Dừng lại, cậu muốn gì? Thả tôi ra, tôi có thể đáp ứng tất cả. Chia ra tìm.